Quý vị thân mến, sáng hôm nay chúng ta đang có mặt tại đường quốc lộ 50 này quý vị ơi. Đây là một trong những quán mà cách đây khoảng 5-6 tháng chúng ta có quay một lần rồi. Hôm nay đi ngang qua thấy quán có món mới quý vị. Đây, ở trong đây vẫn như bình thường. Bánh cuốn, bánh ướt. Mọi thứ ở đây là chị tự làm hết luôn nè. Tự chiên hết luôn nha. Nước mắm nè. Bỏ sẵn trong bịch đó, để nữa bán cho nhanh. Đây. Cuốn là bên đây, hai cái nồi cuốn. Đây, chú cắt sẵn để bán cho nhanh nè. Cái này bánh ướt là 20 em. Dạ, bánh ướt. Cuốn là 25. Dạ. Thì cũng giá 25 luôn. Dạ. Ông biết cách đây mấy tháng chúng ta quay cái giá này mình bán lâu chưa? Cái giá này cũng lâu rồi. Dạ, vậy đó chắc lúc trước con quay đúng giá này cũng giá vậy á. Thấy rau ngon ghê không? Rau. Giá thì mình trùng sẵn rồi chú ha. Đúng rồi, mình phải trùng chứ. Cái này cuốn sẵn rồi nè. Nguyên một thau nhân luôn. Còn bên kia là bánh ướt. Ở trên là có hành phi. Đây là dạ. Nguyên một tủ già dạ, nem. Đem là mối á. Mối. Giòn ghê mà. Cái gì mình cắt được làm tư. Cái này làm được từ năm. Cái nào mà đến ngày năm nhỏ rồi. Chả lụa bánh tôm hả anh? Rồi, 40 anh. Bây giờ còn sớm. Chủ nhật với lại hôm nay chủ nhật người ta đi ăn trễ, ta ngủ trễ. Rồi bỏ bắp không? Bánh cuốn hay lắm. Dạ. Đây như mình bán buổi sáng rồi đúng không? Đúng rồi, buổi sáng thì bán tầm 10-11 là. Đây bây giờ mình đi ra ngoài mình xem anh chị bán món mới nè quý vị. Ở trong đây thì bữa trước cũng coi quay rồi. Ở trước đây mình thấy có cái biển. Bún thịt nướng, cơm tấm. Có số điện thoại là 0963 933 545. Vừa nướng vừa bán luôn. Đây là con trai của cô á quý vị. Đây với đây là như là hai vợ chồng. Hồi nãy vào phải ta nghe cô nói. Nhìn cái quầy cũng khá là nhiều đồ quý vị hả? Đặc biệt ở bên đây. Ô em chào anh nha. Này lên YouTube cho vui ha. Ủa bữa giờ mình làm nghề gì mà bây giờ là mình bán món này? Trước nhưng mà ngoài từ trước giờ nhà cũng ta chưa nói. Không nghĩ là từ nhà đến bây giờ là cũng... Lúc trước anh đến anh quay mẹ em á là chưa thấy em bán. Thì nó là em ở ngoài kia là làm
Ở ngoài Bắc á hả? Vâng, ở ngoài Bắc ấy, tại công ty. À, em mới vào. Em mới vào đây được 2 tháng rồi. Giờ về vào đây theo nghiệp mẹ buôn bán luôn ha. À. Nướng nem cây dài ghê không, bán em ơi mua đâu bạn u là trời trời mưa rồi quý vị ơi, bữa sáng trời mưa rồi. Hai hôm như vậy mình bán bao nhiêu vậy? 25 anh ơi. 25 bằng giá bánh cuốn không hả? Vâng. Cái chả giò ha, quay lại thịt nem u chà đầy ghê. Đậu phộng đó, đường chua. Đây bên này bún, bún ở đây thấy nhỏ quá vậy. Thấy là bán là lấy khách hết của ba mẹ luôn rồi đó. Bình thường là thấy khách mua bánh nước, bánh cuốn nhiều vì bây giờ thấy khách mua cuốn thịt nướng. Hay lắm rồi, khách chờ mua đông lắm. Ở đây là đường quốc lộ 50 chứ quý vị. Ta có quay một lần rồi. Ở đây là A26 xẹp 11 quốc lộ 50, ấp 1 xã Bình Hưng huyện Bình Chánh. Tại cô ta đi ngang á, nhìn vào thấy cái quầy bún thịt nướng này quý vị nè, nhìn mới nên cô ta vào quay lại cho quý vị xem. Quý vị thấy em nướng chờ kỹ càng ghê không? Giò to ha. Giò này mình làm hay mình lấy vậy? Tất cả 55 mấy đường tự làm. Ờ, đi tự làm vậy. Mình làm thì nó ngon hơn. Đúng rồi, mình làm thì ngon. Mình làm thì nó, mình biết được thịt nào nó ngon hơn, bên ngoài bên làm thì nó
Okay mà bà ơi. Hả? Okay không? Thôi, chắc là tạm dừng ở đây nha quý vị. Thì nếu mà quý vị có đi ngang ở đây thì có thể ghé ăn. Còn quý ta thấy ở đây giá thì bình dân quý vị ạ. 20-25. Quý vị có thể ăn bánh ướt, bánh cuốn hoặc là bún thịt nướng. Bây giờ thì cách vào đông rồi quý vị. Bye bye và hẹn gặp lại quý vị nha. Quý vị nhớ nhấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho Vina TV. Bye bye và hẹn gặp lại quý vị. Mẹ ơi, trên đây mới trả số ăn nữa.